Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Metta-sutta kinh này đọc con thấy rất hay và ý nghĩa. Thầy cho con hỏi là kinh này mình đọc ở nhà được không? Và đọc vào lúc nào trong ngày thì được? Quý vị có thể đọc ở nhà và đọc vào lúc nào trong ngày cũng được ha. Đặc biệt là chúng ta nên ít nhất là đọc một lần trước khi đi ngủ, thì điều này sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho chúng ta. Kính bạch sư, cho con hỏi là khi ở trạng thái vô ký thì người ta có nhận thức được các việc xảy ra xung quanh mình không ạ? Nếu không thì trạng thái tâm vắng lặng nhưng vẫn nhận thức được mọi việc xung quanh là trạng thái gì? Nếu như chúng ta chìm hoàn toàn vào trạng thái vô ký thì chúng ta sẽ không nhận thức gì về các cảnh xung quanh. Còn cái việc mà quý vị bảo là mình giữ tâm vắng lặng nhưng vẫn biết được các cảnh xung quanh thì coi chừng. Có thể đó là một trạng thái mà chúng ta vừa có các sát na tâm hữu phần mà vừa có các sát na tâm nhận biết cảnh. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta vừa có một trạng thái tâm vắng lặng mà vừa có một trạng thái tâm nhận biết cảnh vật. Thực tế tâm chúng ta rất nhanh, nó sanh diệt liên tục. Sư lấy ví dụ như cái tâm mà phá quan gá là toa tàu màu trắng. Còn cái tâm mà quý vị nhận biết cảnh đó là toa màu đen. Nếu như chúng ta chìm hoàn toàn vào phá quan gá thì tâm của chúng ta thuần túy là những toa màu trắng. Khi đó, đó chúng ta ở trong trạng thái ngủ. Còn khi chúng ta để cho tâm của chúng ta hoàn toàn là những toa màu đen thì khi đó tâm của chúng ta là tâm định. Nó định trên cảnh. Còn khi mà toa chúng ta vừa trắng vừa đen á, đó là cái mà quý vị vừa kể đó, là mình vừa có trạng thái vắng lặng mà mình vừa biết cảnh. Mình tưởng là mình vừa lúc nhận biết cả hai cảnh, nhưng thực tế đó là do tâm sanh diệt liên tục. Mình nhận biết cảnh này và mình nhận biết cảnh khác liên tục. Cho nên á, nó không phải là một cái gì nó cao siêu hoặc là nó đặc biệt. Chính vì lẽ đó, một người có tâm định là một người tâm bắt chuyên chú một cảnh, không để cho tán loạn. Và sư khuyên quý vị, nếu như mà quý vị thắc mắc nhiều về cái này mà việc sư trả lời quý vị vẫn thấy là nó chưa đủ và chưa thỏa mãn thì nên đi học A Tỳ Đàm. Bởi vì khi quý vị học A Tỳ Đàm á, quý vị sẽ biết lộ trình tâm, tâm biết cảnh lớn, tâm biết cảnh nhỏ là gì và tâm phá quan gá là gì. Kính thưa thầy, cho con hỏi khi thiền đi mình mà vừa quan sát hơi thở, vừa quan sát cử động chân đi thì có đúng không? Vì khi đi đầu mình biết là mình đang đi, mình chỉ theo dõi một cảnh thôi, tức là đã theo dõi hơi thở thì không theo dõi chuyển động của chân, mà đã theo dõi chuyển động của chân thì không theo dõi hơi thở. Tâm trong một lúc chỉ nên bắt một cảnh chuyên biệt. Thưa sư, cho con hỏi có định luật
cân bằng nghiệp phản số hay phân số hay cái gì đoại lại như vậy. Không ạ, bởi do vô minh, đa phần các chúng sinh phạm giới, ngay cả năm giới cư sĩ tại gia cũng khó giữ, và nếu như thế thì đều xuống địa ngục. Vậy còn ai tái sinh làm người mà con thấy dân số thế giới vẫn tăng như vậy, liệu có tạo phi số hay nghiệp lành để bù trừ các nghiệp bất thiện do vô minh gây ra mà vẫn tái sinh vào các cõi trời? Và nếu có thì việc tạo phước nào có thể bù trừ cho nghiệp đã tạo do không giữ giới bởi vô minh nếu được? Như thế khi được khai sáng ngoài việc không phạm giới nữa, con người sẽ nhìn vào việc tạo phước là góc nhìn tích cực hơn thay vì tâm lý tội lỗi do đã tạo nghiệp. Chứ nếu nhìn đâu cũng thấy nghiệp, tội thiền quán thì nhìn thấy khổ. Tốt cho việc điều trị trầm cảm như thế, khóa thiền hay như thế nào? Mong sư giải đáp cho con mang tính chất khoa học vật lý đời thường này. Lời khuyên đầu tiên của sư là quý vị ráng viết chữ năng nót giùm. Chứ sư một số chữ sư không đọc được. Nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Đa phần là chúng ta làm điều ác. Nhưng mà có một đoạn kinh thật hiếm là có một chúng sanh nào á trong đời sống của họ chưa từng làm điều thiện. Nghĩa là mặc dù chúng ta sống làm ác rất là nhiều, nhưng có một cái là thật hiếm có người nào á mà trong cuộc đời chưa từng làm thiện thì hiếm lắm. Mà cái làm thiện đó, cái nghiệp thiện đó, nó là một cơ hội mong manh để sau này khi phước trổ thì họ sẽ được sanh làm người. Được ví như là chúng ta có giữa một rừng những ác nghiệp thì nó vẫn còn le lói một số thiện nghiệp. Cho nên là sau rất nhiều năm, rất nhiều kiếp, chúng ta đi xuống các cảnh giới sa đọa như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì sẽ có kiếp chúng ta được sanh làm người. Nhưng cái cơ hội được sanh làm người đó được ví như con rùa mù chui vào được bọng cây nổi, nó rất hiếm nhưng không phải là không bao giờ. Cho nên một người thì họ, một chúng sanh họ vẫn luôn có cơ hội để sanh làm người. Còn cái việc mà tăng dân số thì thứ nhất là cái số người ấy, mà so với tất cả các loài thú thôi, nó không là gì hết. Chỉ riêng loài bọ cánh cứng ấy, nó đã hơn dân số của chúng ta rồi. Quý vị mà mở nắp cống ra đó, quý vị xem cái số con trùng chỉ ở dưới cống á, nó nhiều gấp mấy lần dân số con người. Rồi số những con, số chuột nè, số những con kiến nè, số những con gián nè. Chỉ mỗi loài thôi đó mà tổng dân số của nó đã hơn loài người, huống chi là tổng dân số các loài thú. Cho nên loài người mình không bao nhiêu hết á, mình thấy như đó mình nghĩ là nhiều, nhưng nếu so với tổng dân số nó không bao nhiêu hết. Đó là chưa kể số ngạ quỷ, rồi số chúng sanh ở địa ngục. Cái con số đó nó nhiều không biết bao nhiêu lần. Mình chỉ là một con số lẻ thôi nha. Số loài người chỉ là một con số lẻ rất nhỏ
so với số chúng sanh ở các cảnh giới xa đọa. Mà số chúng sanh sanh làm chư thiên thì cũng rất ít chứ không nhiều. Nhưng nhờ sự xuất hiện của một vị chánh đẳng giác mà số chúng sanh được sanh về cõi lành rất nhiều. Nhờ sự xuất hiện của Đức Thế Tôn cho nên số chúng sanh được sanh về cõi trời rất nhiều. Và số chúng sanh từ cõi trời sanh xuống cũng rất nhiều. Sau khi số chúng sanh cõi trời hết tuổi thọ đó, họ đi xuống. Nhờ vậy thì cộng với số chúng sanh ở dưới đi lên thì quý vị sẽ thấy là có sự tăng dân số, mà cái sự đó cũng không nhiều. Cho nên nó đâu có gì lạ. Vào thời kỳ của Đức Phật, rất nhiều chúng sanh làm thiện nghiệp. Họ làm thiện nghiệp rồi, họ lên cõi trời, rồi họ đi xuống. Rồi cộng với số chúng sanh mà nhờ các nghiệp quá khứ của họ đó, tới thời điểm họ sanh được làm người, thì dân số tăng chút đỉnh như vậy nó không coi là nhiều. Còn câu hỏi là giống như mình tạo nghiệp như vậy đó, bây giờ có cách nào bù trừ hay không? Thì như sư nói, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Chúng ta làm nhiều nghiệp đen thì bây giờ chúng ta cần làm thêm nhiều nghiệp trắng. Nhờ như vậy đó, thì chúng ta sẽ trải qua một cuộc đời có trắng có đen. Chúng ta làm lành, chúng ta hưởng quả lành. Chúng ta làm dữ, chúng ta chịu quả dữ. Và đời sống của chúng ta vừa có lành có dữ thì đời sau kiếp khác cũng sẽ vừa có lành có dữ. Quý vị trải qua một đời sống như thế này đó, có đôi khi quả lành chúng ta không để ý, mà chúng ta thấy ác, thấy quả khổ là nhiều. Ví dụ như một ngày mà chúng ta không có phước, chúng ta thiếu phước, là ngày hôm đó chúng ta đói, chúng ta không có cơm ăn, không có đồ ăn. Mỗi ngày mà chúng ta có đồ để chúng ta ăn là nhờ phước. Và đương nhiên là bao gồm cả sự nỗ lực hiện tại. Người làm ít, người làm nhiều. Rồi mỗi ngày mà chúng ta không bệnh nó nhờ phước. Mỗi ngày mà chúng ta không gặp tai nạn nó nhờ phước. Cho nên bản thân chúng ta cũng tạo rất nhiều công đức chứ không phải là không có. Sư ví dụ giống như chúng ta có một cái nhúm muối, chúng ta bỏ vào trong cái ly. Bây giờ cái ly nó quá mặn, chúng ta không uống được. Việc chúng ta cần làm là gì? Đổ thêm nước vào để nó pha loãng ra. Nhưng nếu như dung tích cái ly này đó, nó chỉ nhiêu đây thôi, đổ vào nó cũng không pha loãng bao nhiêu, thì chúng ta cần vật chứa lớn hơn để chúng ta đổ cái ly nước vào trong vật chứa đó. Sau đó chúng ta tiếp tục, chúng ta đổ thêm nhiều nước nữa để nó pha loãng muối ra. Rồi sau đó chúng loãng đến một mức nào đó chúng ta có thể dùng được. Tương tự như vậy, khi chúng ta tạo ác nghiệp, cái mà Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy sự thật đầu tiên là chúng ta đã tạo rất nhiều ác nghiệp, cho nên chúng ta phải chịu những cảnh khổ. Việc tiếp theo chúng ta cần phải làm là gì? Nhận thức rõ đó, đừng trốn chạy. Và chúng ta cần bố thí, giữ giới, hành thiền. Ba thứ này đó là cái gì? Là nước đổ vào để pha loãng các ác nghiệp ra. Ác nghiệp không mất đi. Nhớ, ác nghiệp không mất đi, nó chỉ là bị pha loãng ra thôi. Sau đó đó, chúng ta càng tạo nhiều công đức thì cái ác nghiệp nó sẽ càng ngày nó càng loãng, mà thiện nghiệp càng ngày càng nhiều. Và cho đến một lúc nào đó chúng ta sống rất thoải mái, chúng ta có thể uống được ly nước muối đó.
Cái việc mà quý vị thấy đời sao sư nói toàn là khổ, toàn là việc phá giới, là tại vì bản thân quý vị, cái người hỏi ấy, đã không nhìn mọi thứ một cách khách quan. Có thấy là trong suốt khóa thiền sư luôn luôn kêu gọi giữ giới, đúng không? Việc giữ giới đem lại rất nhiều công đức. Sư luôn luôn kêu gọi quý vị giữ giới, sư luôn luôn kêu gọi quý vị hành thiền, và sư luôn luôn tán thán việc quý vị bố thí cúng dường hỗ trợ khóa tu. Chính ba việc này nó giúp chúng ta rất nhiều trong việc tạo nên các công đức. Mà do chúng ta không nhìn hết, chúng ta chỉ nhìn có mỗi một cái việc là sư nói phạm giới đọa địa ngục, thành ra quý vị thấy sợ, nói sao mà sư nói toàn thứ tiêu cực. Do chúng ta nhìn nó tiêu cực chứ chúng ta không nhìn đúng sự thật của nó. Điều đó phản ánh đời sống của quý vị. Đời sống của chúng ta chỉ nhìn vào mặt tiêu cực chứ chúng ta không nhìn trọn vẹn tất cả mọi mặt, cho nên chúng ta mới có vấn đề. Thành ra đó, đạo Phật đâu phải là một đạo tiêu cực. Đức Phật chỉ sự thật về khổ để chúng ta thấy rõ vấn đề của chúng ta, sau đó Ngài chỉ con đường đi đến sự chấm dứt khổ, chứ chúng ta đâu có dừng ở đó. Thành ra quý vị thấy trong suốt khóa tu, sư luôn luôn khuyến khích quý vị tạo nhiều công đức, bố thí, giữ giới, hành thiền. Cho nên là chúng ta cần phải nhìn mọi thứ một cách khách quan. Xin sư cho hỏi có khóa tu nào cho trẻ trên 10 tuổi vào mùa hè giúp trẻ tu tâm và phát triển trí tuệ? Sư chưa có dự định tổ chức, bởi vì trẻ em mà trên 10 tuổi là bao nhiêu? Trên 10 tuổi thường chắc cũng phải từ 10 tuổi tới 10, 13, 14 tuổi thôi, chứ còn trên lệch tuổi quá nó kỳ. Nhưng mà cái độ tuổi đó, đó thời nay á, nó chỉ gọi là nó chỉ lanh thôi chứ nó chưa có khôn, và rất khó quản lý. Con nít ở tuổi đó nó chỉ biết giỡn, nó chơi, chưa biết nó giữ, muốn nó giữ gìn chánh niệm thì rất khó. Cho nên nếu quý vị muốn sư tổ chức thì buộc cha mẹ phải tham gia. Tức là một đứa con nít là phải có một phụ huynh đi kèm. Cái giờ nào sư dạy là dắt nó theo, lo dỗ nó, lo hướng dẫn nó để cho nó ngồi nghe. Rồi khi sư hướng dẫn nó làm cái gì thì cha mẹ phải khuyến khích nó làm theo. Còn cái giờ còn lại là do cha mẹ phải lo giải quyết. Chứ còn mà đưa nó vô rồi bắt đầu nó khóc, rồi nó giỡn, rồi nó chạy tùm lum thì lúc đó sư không phải là bảo mẫu nghe. Kính bạch sư, sư cho con hỏi, trong Phật giáo Nguyên Thủy thì xăm hình có sai hay phạm giới không? Con có nghe một bài pháp của sư Thích Giác Khang nói người xăm hình là quỷ, mong sư giải thích giúp con. Ngoài ra con thấy ở Thái Lan có nhiều người vào chùa được các sư thầy xăm hình, năm dòng là có ý nghĩa như thế nào? Sư thì sư không có thành kiến gì về việc xăm hình. Sư vẫn sẽ cư xử với người có xăm hay không xăm đều như nhau, trừ khi quý vị xăm cái gì đó nó đặc biệt, nó gai con mắt quá thì thôi. Ở trong Phật giáo á, người có xăm hình thì đều được xuất gia bình thường, không vấn đề gì. Trừ người bị xăm chữ lên mặt thì người đó không được xuất gia. Cái người xăm chữ lên mặt á, là cái người mà giống như là làm ác á, phạm tội bị xăm lên mặt á, để người ta nhận diện, thì loại đó là không được xuất gia. Ngoài ra các phần còn lại có xăm thì cũng không ảnh hưởng. Nhưng sau khi đã xuất gia thì không được xăm hình.
Tức là muốn xâm gì thì xâm trước, chứ xuất gia rồi là mình không xâm nữa. Còn một số vị xuất gia rồi vẫn xâm thì các đó là quyết định giữ giới hay phạm giới của vị đó, sư không can thiệp được. Và sư cũng chia sẻ với quý vị là Thái Lan thì cũng có chỗ này chỗ kia, mặc dù mang tiếng là sư quốc giáo, nhưng mà họ cũng có lai cái truyền thống của bản xứ, cho nên nhiều cái nó không đúng chánh pháp, bao gồm cả việc là xăm hình lên trên, như quý vị nói, một vị tu sĩ mà xăm hình lên trên người của ai đó thì việc đó hoàn toàn không được Đức Phật dạy nhé. Sư cho con hỏi, buông bỏ với buông xuôi con nên hiểu thế nào cho đúng? Như sư nói, con người được tạo bởi nghiệp quá khứ và sự nỗ lực hiện tại. Nếu buông bỏ hết thì sao thấy đích để nỗ lực ạ? Con cảm ơn sư. Quý vị thấy là trong suốt khóa thiền á, sư hướng dẫn quý vị cái gì? Những việc quá khứ thì hãy buông đi. Những việc nó đem đến sự ám ảnh tâm lý của mình thì mình buông đi. Mình cần phải buông. Sau khi buông rồi đó, tâm mình mới định được. Còn mình cứ để những gánh nặng tâm lý nó đè trên vai mình thì định ở đâu ra? Khi có định rồi, chúng ta mới bắt đầu phát triển tâm để cho tâm nó mạnh mẽ hơn. Giống như một người á, gầy yếu, nhiều bệnh tật mà lại mang vác quá nhiều thứ trên người, khi đến gặp bác sĩ hoặc người chữa bệnh thì việc đầu tiên là người đó phải đặt hết tất cả những thứ gánh nặng vị ấy mang trên vai xuống, sau đó mới thực hành theo chương trình chữa bệnh, bồi dưỡng sức khỏe, rồi khi đó người đó mới khỏe được. Thành ra đó, quá trình hướng dẫn của sư đi theo tuần tự, việc đầu tiên là buông gánh nặng xuống, sau đó thực hành từng bước để phát triển tâm. Cho nên nó không hề mang tính chất buông xuôi. Bởi vì sư thấy rất nhiều người chịu những áp lực tâm lý, những gánh nặng nó đè bẹp mà nó làm cho mình không làm được gì hết. Việc đầu tiên phải buông xuống, phát triển tâm. Khi tâm khỏe rồi đó, quý vị sẽ quyết định, chính quý vị sẽ quyết định. Trong số những gánh nặng hồi xưa khi bước vào đây, trước khi bước vào khóa thiền, ông sư Hạnh Tuệ kêu chúng ta buông bỏ, thì bây giờ nè, cái nào chúng ta cần xách lên lại và cái nào chúng ta nên bỏ hẳn luôn. Tức là trong cái mớ hỗn độn đó đó, chúng ta sẽ chọn cái để chúng ta xách lên, nhưng chúng ta sẽ bỏ đi rất nhiều thứ, chứ không phải như kiểu người vô trí. Tức là buông xuôi nghĩa là tôi không làm gì cả. Không có. Đây là sự khác biệt. Và sư mong là vị đặt câu hỏi có thể hiểu, và từ đó quý vị sẽ có động lực để tiếp tục thực hành tứ niệm xứ, giúp cho tâm của chúng ta vững vàng hơn. Bạch sư, xin sư giải thích rõ hơn về tâm hữu phần, tâm vô ký để phân biệt với tâm có chánh niệm tỉnh giác. Khi rơi vào hữu phần thì tâm có biết đối tượng của sáu căn không? Tâm lúc ấy không hướng về đề mục và có sự hay biết không? Câu này có rất nhiều điểm tương đồng với câu hỏi trước. Thì niệm là sự nhận biết cái gì đang diễn ra, và sự tỉnh giác là sự quan sát thấy tam tướng trong những cái đó. Cho nên định, niệm và sự tỉnh giác là có đối tượng để chúng ta quan sát. Còn cái tâm hữu phần
là không có đối tượng. Cái đối tượng đó chính là tâm tử của quá khứ mà chúng ta không có định của tứ thiền, chúng ta không thấy được, cho nên xem như là không có đối tượng. Và khi chúng ta chìm vào hữu phần thì tất cả các giác quan của chúng ta đều không hay biết gì cả. Còn việc chúng ta còn nhận thức một số cảnh, đó là do các tâm giác quan hoạt động xen kẽ với tâm hữu phần. Và sư thông tin về sư và khóa mới ha. Các thiền sinh nào muốn biết thông tin về sư và các khóa thiền tiếp theo thì liên hệ ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ cung cấp cho quý vị biết. Có cái các cái group Zalo khóa thiền á, thì sẽ được cập nhật các khóa mới. Nên quý vị khi tham gia các group Zalo á, thì quý vị sẽ nhận được tin nhắn để quý vị biết là khi nào có khóa mới mà mình tham gia. Và các group Zalo thì sẽ khóa cái chức năng là trò chuyện ở trong nhóm, chỉ có ban tổ chức gửi tin nhắn thôi, cho nên là quý vị không cần phải tắt tin nhắn, không sợ nó làm phiền. Dạ thưa sư, sư cho con hỏi, hiện nay con là single mom và con chỉ muốn tập trung tu tập và nuôi dạy con, nhưng xung quanh có khá nhiều người theo đuổi, họ là bạn làm ăn hoặc bạn đồng tu và rất quan tâm đối xử tốt với con, nên đôi lúc con bị xao động và tham ái. Xin sư cho con lời khuyên và cho con hỏi đào hoa có phải là nghiệp quá khứ không? Quá khứ, thời Đức Phật quá khứ có một cô gái cúng dường hoa đến ngôi bảo tháp, và cô nguyện là mong cho đời sau đàn ông ai cũng thích con hết trơn, cũng thương con hết. Thì do lời nguyện đời sau cổ rất là xinh đẹp và cổ có sức hấp dẫn đặc biệt, cho nên là đàn ông ai cũng mê cổ hết. Mà đàn ông ai cũng mê cổ hết mà cổ từ chối thì tội người ta, cho nên là ai tới là cổ cũng đồng ý hết. Và thế là cổ phạm cái nghiệp tà dâm. Và khi cổ phạm nghiệp tà dâm á, thì sau khi tân hoại mạng chung thì cổ đi địa ngục. Sau khi cổ đi địa ngục thì đi lên rồi được làm người, thì nhờ cái phước cũ cho nên cổ lại tiếp tục xinh đẹp và vẫn bị trai mê. Còn cổ có mê trai không thì hỏi cổ. Rồi sau đó lại cổ lại tiếp tục phạm cái nghiệp tà dâm, rồi lại đi địa ngục. Cứ vậy đó, nó liên tục. Thành ra là chúng ta cũng nên tránh. Nguyện gì thì nguyện, bớt nguyện cái đó giùm. Tại vì cái giới là cái rất khó giữ, và chúng ta biết là chúng ta tâm lý yếu, thì thành ra đừng nguyện cái gì mà nó vượt quá khả năng kiểm soát của mình. Tức là mình nhắm mà mình đẹp quá, mà mình cái giới tà dâm mình khó giữ, thì hạn chế lại ha. Thay vì như vậy, khi chúng ta làm phước thì nên nguyện như thế này nè: nguyện cho đời đời con giữ giới được dễ dàng. Thì rồi nguyện đời đời con có lòng ghê sợ và tránh xa tội lỗi. Cái nguyện đó sư thấy nó ổn mà. Còn khi chúng ta làm phước thì chúng ta sẽ có nhiều quả báo, trong đó có quả báo sắc đẹp. Mà quả báo sắc đẹp thì luôn luôn thu hút sự chú ý của người khác phái. Trừ khi quý vị tu tập tâm từ. Khi quý vị tu tập tâm từ á, tự nhiên chúng ta có sự bảo vệ vô hình. Người ta nhìn vào chúng ta đó, người ta không nảy sanh lòng tà. Sư biết là có một số người á, sắc đẹp của họ đó là mình
chỉ thương họ thôi, thương giống như người thân trong gia đình mà mình muốn giúp họ. Họ cần cái gì là mình giúp, chứ mình không nảy sanh lòng tà với họ. Còn có những sắc đẹp á, mình đàn ông nhìn là họ chỉ có nghĩ bậy thôi. Còn ngoài ra thì còn có tên của bà là như là cô gái vườn xoài, tên đẹp lắm, Ambapali, Ambapali. Thì do có tên đó là bà, người ta nhặt ông quan nhặt bà ở dưới vườn xoài. Bà đẹp lắm, bà đẹp đến mức mà năm chàng công tử, hoàng tử đều mê bà hết. Và do cái nghiệp của bà đó, thành ra năm chàng này mới bàn với nhau: bây giờ nếu mà để cho cổ lấy mình á, lấy một trong số năm người á, thì thế nào cũng xảy ra chiến tranh. Tại cổ đẹp quá mà, làm sao một người có thể giữ được. Cho nên thôi cứ để cổ làm gái điếm đi, năm người cùng hưởng. Do cái nghiệp của cổ, cho nên á, là nàng làm kỹ nữ. Thì đương nhiên đã làm kỹ nữ rồi thì không giới hạn ở năm người. Nàng làm kỹ nữ mà nàng đẹp đến mức á, trong kinh Tại Bát Niết Bàn, Đức Thế Tôn khi mà đưa các vị tỷ kheo sang nhà của nàng để nàng trai tăng á, Đức Thế Tôn dặn các vị tỷ kheo là phải chánh niệm tỉnh giác. Đặc biệt dặn các vị tỷ kheo phải chánh niệm tỉnh giác, bởi vì các vị phàm á, mà không thu thúc các căn chánh niệm tỉnh giác mà gặp nàng á, là sẽ bị điên loạn do luyến ái, chịu không nổi, chỉ muốn hoàn tục để được ở bên nàng thôi đó. Là để cho quý vị biết là nàng đẹp tới cỡ nào, mà tại sao nàng đẹp như vậy mà nàng lại làm cái nghề kỹ nữ. Sắc đẹp của nàng á, là nhờ nàng đã từng cúng dường như cúng dường vải đến Đức Phật quá khứ, cho nên nàng có được sắc đẹp rất là đẹp. Mà sở dĩ nàng làm kỹ nữ á, là do đời trước á, nàng là một vị tỷ kheo ni. Thì trong một lần á, nàng đi đảnh lễ ngôi bảo tháp, thì thấy cái vị tỷ kheo ni ở đằng trước á, do bệnh, giống như quý vị thấy là sư ho đó, thì vị tỷ kheo ni đằng trước cũng bệnh đó, ho rồi cái đờm á, nó phục ra khỏi miệng, và thế là nó rơi xuống dưới đất. Và vị tỷ kheo ni ẩn vị đằng sau á, là cái cô này nè, cổ mới buộc miệng là cái con điếm này đi tới cái chỗ Phật rồi mà cũng còn phóng uế. Chính cái câu chửi đó mà nàng không biết là vị đi đằng trước là một vị thánh A-la-hán. Chẳng qua là do bệnh á, thành ra là nó không có kìm kịp, thành ra đờm nó văng ra ngoài thôi, chứ không phải là bà có lòng bất kính mà người đằng sau thấy vậy chửi. Thành ra kiểm soát cái khẩu nghiệp nha. Nàng chỉ buộc nguyện nàng chửi như vậy thôi, mà đời đời sanh ra chỉ cần làm người là nàng làm gái điếm. Mà nhờ nàng có bố thí cúng dường đến ngôi bảo tháp cho nên nàng đẹp lắm. Thành ra phải nói là đôi khi á, thời nay sư thấy nhiều cô, cổ đẹp, đẹp vô cùng, cổ rất đẹp, nhưng cổ lại đi làm ngành thì có thể là cũng hồi xưa cũng làm phước á, mà không giữ khẩu nghiệp, cho nên đời nay có sắc đẹp mà lại đi làm gái. Sư quay trở lại vấn đề là nhờ mình làm phước, có phước quá khứ cho nên bây giờ nhiều anh theo. Nhưng hãy cẩn trọng với nghiệp của thân và khẩu, bởi nếu không khéo thì mình lại rơi vào vết xe đổ của các vị tiền nhân. Còn lời khuyên của sư thì sư chỉ có thể khuyên: ái là nhân sanh khổ. Chứ bây giờ không lẽ sư khuyên kiếm đại mối nào đó, nó không phải là lời khuyên của một vị sư nên khuyên.
Sư chỉ có thể nhắc nhở quý vị biết ái là nhân sanh khổ, còn có tham ái là còn khổ. Thưa sư, cho con hỏi, hiện tại bên ngoài có hướng chữa lành tắc nghẽn năng lượng theo phương pháp quy hồi tiền kiếp để khai thông sự thịnh vượng bình an giàu có, như vậy có khác nhau gì với sự vận hành của nghiệp không? Quý vị có còn nhớ cái cách mà sư kể khi một vị sư quán tới cái tiền kiếp của mình không? Vị đó phải đối chiếu cẩn trọng 2-3 lần, đối chiếu chéo qua lại đó, thì mới chắc được là mình đúng. Chứ không phải là cái kiểu là mình cứ hành thiền rồi mình thấy kiếp quá khứ là thiệt sự đó là kiếp quá khứ của mình đâu. Đôi khi do cái tưởng ấy, rồi mình nhầm lẫn. Cho nên việc đầu tiên là mình phải có sự cẩn trọng, như là trong việc là xem xét tiền kiếp. Cái thứ hai, việc nhìn thấy tiền kiếp chỉ được thực hiện và chỉ có thể được nhìn thấy bởi người chứng thiền đạt đến tứ định. Người chưa đạt được tứ định, vì ấy sẽ không thể thấy được cảnh của tâm hữu phần, tức là cảnh cận tử của kiếp trước. Từ đó họ không thể nhìn thấy được kiếp trước mình là gì. Thành ra là các phương pháp hồi quy tiền kiếp, câu hỏi đầu tiên của sư là người tham gia có đạt được tứ thiền hay không? Nếu là không thì đó chỉ là do tưởng thôi. Cái thứ hai là có cái gì chứng minh là cái họ thấy là chính xác? Có ai đó khảo chứng hay không? Có sự đối chiếu chéo như là sư kể giữa các vị sư với nhau khi hành thiền hay không? Không có. Lấy cái gì chứng minh? Thành ra mình hành thiền cái kiểu mình, cái này cũng không có thiền nữa, họ là thôi miên cho nên nó chỉ mang tính chất gạt nhau là chính, chứ còn đúng thì không hề đúng. Sư nói gạt nhau á, là không nhất thiết là họ gạt mình lấy tiền, mà tự mình gạt mình nghĩ đó là tiền kiếp, thực tế không phải. Và họ nghĩ đó là cách giúp cho mình thấy được tiền kiếp, nhưng cách đó cũng không phải. Cho nên chúng ta gạt nhau. Xin Thầy hoan hỷ cho con biết về việc cúng thí thực vào rằm tháng 7 và những ngày 16 mùng 2. Các hạng chúng sanh khác nhau sẽ dùng những loại thực phẩm khác nhau. Chúng sanh ở địa ngục dùng thực phẩm thuộc địa ngục. Chúng sanh hàng ngạ quỷ dùng thực phẩm phù hợp với hàng ngạ quỷ. Đó, loài người thì dùng thực phẩm phù hợp với loài người. Cho nên á, việc quý vị cúng thí thực thì nó chỉ có tác dụng đến các loài thú. Thí dụ như quý vị cúng cơm rồi đó, quý vị sau đó mình bỏ đi thì mấy con kiến, con chuột nó tới nó ăn thì được. Chứ còn mà phi nhân thì họ không có dùng. Quý vị có thấy nó mất miếng nào không? Không có dùng. Cho nên là Phật giáo Nguyên Thủy không có cúng thí thực, mà chúng ta hoàn toàn có thể bố thí. Đối với các loài thú chúng ta có thể bố thí thực phẩm nè. Còn đối với các chúng sinh sanh về các cảnh giới ngạ quỷ thì chúng ta có thể làm phước và hồi hướng phước. Điều đó nó đúng với chánh pháp và nó có hiệu quả. Còn việc cúng thí thực thì đó chỉ là một cái hành động tâm linh. Chứ còn hiệu quả thì như sư đã nói, quý vị cúng xong rồi bỏ một góc á, thì con kiến con chuột ăn thì cũng có phước, thế thôi. Xin sư giải đáp cho con hiểu các vấn đề. Ra chợ mua bất kỳ không đặt trước thịt để bán cơm phần thì có cộng nghiệp sát sanh đó,
và đó là tà mạng không, thì xin thưa là không. Nhưng mà nếu như mà chúng ta mua thì chúng ta không nên mua thường ở một chỗ, nó sẽ trở thành mối. Mà nó trở thành mối là người ta sẽ biết là mình, thí dụ như mỗi ngày mình cần bao nhiêu ký thịt, thì người ta sẽ đặt trước, thì cái đó không nên. Chúng ta có thể hôm nay đi chỗ này, mai đi chỗ kia, tránh mua mối một chỗ. Và cái việc mà quý vị mua như vậy đó thì không có cộng nghiệp sát sanh. Bởi vì Đức Thế Tôn đã nói là cái loại thịt mà không thấy, không nghe, không nghi thì loại thịt đó là hoàn toàn trong sạch, được Đức Thế Tôn nói trong Kinh Tướng Quân Si Há, trong Tạng Luật cũng có, mà ở trong Tương Ưng cũng có. Còn đó có phải là tà mạng không? Thì nếu như quý vị giữ được cái gọi là cái việc là hôm nay chúng ta mua chỗ này, ngày mai chúng ta mua chỗ kia, cái việc chúng ta mua thịt á, nó hoàn toàn ngẫu nhiên và người không có gọi là không có mối, không có đặt trước, thì điều đó nó sẽ không dính vào tà mạng. Nhưng nếu như chúng ta mua hoài một chỗ để nó trở thành cái mối để người ta biết là mỗi ngày có bao nhiêu thịt á, thì đó sẽ trở thành tà mạng. Cho nên là một số vị để cho chắc thì các vị đó nói rằng ngay cả việc bán thịt chết, gọi là thịt không còn sống á, thì cũng là không nên là như vậy đó, là để tránh cái việc là mình có mối á. Xin sư giảng kinh về nhân quả của tai. Từ nhỏ đến lớn mỗi ngày con đều bị mẹ chửi mắng, xỉa xối, xúc phạm. Vì thế con có tâm lý sợ và né tránh giọng nói của mẹ. Mỗi đêm nghe tiếng heo thảm thiết rất đau lòng và mất ngủ. Sự phòng hộ căn nhĩ với cảnh thinh của con rất yếu. Cái việc đầu tiên á, là mình phải kiểm soát cái khẩu nghiệp của mình. Bởi vì á, có những cái khẩu nghiệp, thí dụ như là chúng ta nói lời ác độc, nói lời đâm thọc, nói lời vô ích, nó sẽ dẫn đến cái nghiệp là chúng ta phải lắng nghe những âm thanh mà chúng ta không mong muốn. Thành ra việc đầu tiên là chúng ta phải tránh các nghiệp do khẩu nghiệp. Cái thứ hai á, là theo như A Tỳ Đàm thì khi chúng ta dùng nhĩ căn để tạo các nghiệp bất thiện thì cái quả nó sẽ khiến cho nhĩ căn hưởng các quả bất thiện. Ví dụ như tai của chúng ta thích nghe những cái làm cho tăng trưởng tâm tham, làm cho tăng trưởng tâm sân, ví dụ nghe nhạc, hoặc là nghe những bất kỳ những cái gì á, nó làm cho tâm tham tăng trưởng, làm cho tâm sân tăng trưởng, thì cái quả nó sẽ cho quả bất thiện. Khi quả bất thiện trổ thì tai của chúng ta sẽ phải nghe những cảnh mà nó không ưa. Rồi cái thứ hai đó là chúng ta có thể là có cái oan trái với chính người mẹ của mình. Cho nên á, mẹ mình nhìn thấy mình á, thì không giữ được tâm từ đối với mình. Nhưng mà cái thứ ba á, là mình phải xét lại mình, là mình đã làm, mình có làm điều gì mà nó sai hay không. Chứ còn sư không nhìn thấy
việc quý vị tự nhìn nhận bản thân mà chỉ đánh giá người khác thôi. Cái vấn đề lớn nhất của rất nhiều người là chúng ta không thấy được vấn đề của mình. Tức là mọi việc đều là người khác sai, mọi việc đều là người khác có lỗi, chứ tôi không có lỗi gì cả. Đôi khi á, việc thấy mình không có lỗi chính là cái lỗi lớn nhất. Nhớ giùm sư, có đôi khi việc thấy mình không có lỗi chính là cái lỗi lớn nhất. Cho nên chúng ta cần phải xem xét lại chính mình nhé. Bởi vì các bậc làm cha mẹ đôi khi trách mắng con là bởi vì thấy con sai và muốn con nên người. Dạ thưa sư, nếu trong kinh doanh không thờ thần tài, vậy khi thắp nhang cho chư thiên thì mình lạy và cấp thắp nhang ở đâu? Ở trong chú giải pháp cú á, có hướng dẫn là chúng ta nên lập bàn thờ ở chỗ cao. Cái bàn thờ thần tài chúng ta đặt ở chỗ thấp nó không nên. Chúng ta cần đặt một cái bàn thờ ở chỗ cao. Và đương nhiên cao thì cũng cao vừa phải để chúng ta có thể vệ sinh thường xuyên. Và chỗ đó nên là chỗ trang trọng, chứ không phải là ở một cái xó bếp hoặc là ở chỗ cái góc khuất. Đương nhiên chỗ đó kín đáo cũng được, nhưng chỗ đó cần phải sạch sẽ và không có con nít nó giỡn, không phải là chỗ của những con thú như là chó, mèo, nó hay tới, nó ở, nó phá. Và chúng ta vệ sinh thường xuyên. Thì quý vị chọn ở trong nhà quý vị có ở chỗ nào thì mình làm chỗ đó. Hoặc nếu như mình kinh doanh cái chỗ của mình có cái cây lớn, cái cây lớn thì chúng ta có thể làm cái bàn thờ ngay chỗ gốc cây. Đương nhiên ở cái chỗ tương đối cao một tí để cho nó sạch sẽ. Rồi chúng ta có thể cắm nhang ở trên đó, và chúng ta có thể cúng kiến các thứ ở đó. Sư nghĩ thế nào về linh phù, bùa may mắn hay các vật phẩm phong thủy trong kinh doanh? Đạo Phật không nói rằng những thứ đó là không có hiệu nghiệm. Bởi vì nó có những loại bùa chú rất mạnh mẽ được ghi lại trong kinh tạng. Có những câu thần chú rất mạnh. Thí dụ như có câu thần chú là khi mà có kẻ nào trộm đồ của mình á, mình tụng cái câu chú đó lên là mình có thể lần theo dấu vết kẻ trộm. Có rất nhiều những cái hiệu quả, nó nói chung là đủ thứ hiệu quả hết. Mình sẽ lạc vào một cái kho tàng mà toàn là những cái thần chú và chú thuật. Chỉ tiếc là hầu hết đã thất truyền. Và bùa cũng nằm trong số đó. Có những loại bùa mà người ta có thể không sợ tai nạn. Tức là xe rớt xuống vực thì mọi người đều chết, riêng họ thì không sao. Có những loại bùa thì có hiệu nghiệm, cái đó là công nhận có. Tuy nhiên Đức Phật luôn khuyến khích và đề nghị chúng ta tin vào nghiệp và quả của nghiệp hơn là tin vào bùa chú. Và Đức Phật cấm các vị tỷ kheo học bùa chú. Hơn thế nữa đó, nếu như chúng ta tin vào bùa chú và các vật phẩm phong thủy đại loại như thế, thì chúng ta sẽ trở thành hạng cư sĩ hạng chót trong đạo Phật. Bởi vì á, người cư sĩ mà Đức Phật dùng từ là vứt đi á, là người tin vào điềm lành điềm dữ hơn là tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Tin vào sự bói toán hơn là tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Còn người cư sĩ như hoa sen hồng, như hoa sen trắng là tin vào nghiệp và quả của nghiệp hơn là tin điềm lành điềm dữ. Nó có những loại bùa
Nhưng mà như vậy nè, tại sao chúng ta tin vào nghiệp và quả của nghiệp á, nó tốt hơn? Là bởi vì có những nơi á, cái vùng đất đó là vùng đất tốt, địa linh nhân kiệt, nhưng mà do chúng ta không đủ phước thì chúng ta cũng không hưởng được cái tốt mà vùng đất đó đem lại. Có những nơi á, mà đó không phải là vùng đất tốt, nhưng nhờ chúng ta có phước chư thiên ủng hộ thì tự nhiên đó cũng sẽ trở thành vùng đất tốt. Như ở Kapila Quách Thú, thì cái Kapila Quách Thú có một đặc điểm là nếu như vào thời kỳ nào mà những người hữu phước thì sẽ tới chỗ đó xây dựng lên thành phố. Ở trong kinh mô tả là có thời kỳ á, mà nhà cửa san sát, không có vùng đất trống. Như chúng ta bây giờ có thể hiểu là đô thị nhà cửa mọc san sát. Còn khi mà chúng sanh hết phước rồi đó, vùng đất đó sẽ bị bỏ hoang và chờ người hữu phước tiếp theo. Thành ra là bây giờ nếu quý vị đi Ấn Độ, đi đến Kapila Quách Thú, quý vị sẽ thấy vùng đất đó bị bỏ hoang do người hữu phước không còn nữa. Thì quý vị nghĩ mình mang một lá bùa, mình mang những vật phẩm phong thủy mà mình không có phước hưởng á, nó vô dụng. Mà thay vì như vậy chúng ta vun bồi phước đức, thì bản thân chúng ta chư thiên sẽ ủng hộ chúng ta. Thì dù chúng ta có ở chỗ nào, mình có vật phẩm phong thủy hay không, thì chúng ta vẫn sẽ đạt được nhiều sự may mắn. Thành ra nếu như quý vị kinh doanh á, nên tích cực làm phước, nên tích cực giữ giới. Đó là cái điềm lành cho chính quý vị, thay vì mình tốn tiền mua những thứ phong thủy hoặc là những thứ bùa hay hỗ trợ chúng ta kinh doanh. Thư sư theo đạo Công giáo, vợ chồng cưới nhau rồi, không thì không được ly hôn, ly hôn là có tội. Vậy theo đạo Phật ly hôn có tội không? Theo đạo Phật ly hôn không có tội. Nó có một sự kiện như thế này nè, là một vị thánh cư sĩ trước đó đó, trước khi mà chứng thánh là có 4 bà vợ. Sau đó vị này chứng thánh A-na-hàm rồi, mà khi là trở thành vị thánh A-na-hàm á, thì vị này dứt dục ái và sân. Mà một vị thánh không còn dục ái và sân nữa thì không thể quan hệ vợ chồng. Cho nên vị này mới nói là bây giờ á, ai muốn về nhà mẹ thì ta sẽ cho tiền về nhà mẹ, còn ai mà muốn lấy người khác thì ta sẽ làm đám cưới cho. Thì trong số những người như vậy đó, thì có người á, thì về nhà mẹ và vị này vẫn cho tiền để về nhà mẹ. Còn có người muốn kết hôn nữa, đi bước nữa, thì chính tay vị này tưới nước chúc phúc, tổ chức đám cưới cho bà vợ của mình lấy người khác. Cho nên á, ở trong kinh tạng, việc ly hôn không phải là một điều tội lỗi. Tuy nhiên trong giới luật á, thì nó có một cái tội là tội chia rẽ, cho nên là chúng ta cần phải tránh chia rẽ ha. Tức là người ta đang lấy nhau, người ta đang ở với nhau, cái mình chia rẽ hai bên thì cái đó là không được. Kính thưa sư, xin sư chỉ giúp cách làm tâm hay phóng vật
và suy nghĩ không tập trung giúp con. Sư đang suy tư là trong suốt thời gian vừa qua, à đúng rồi, tại vì quý vị không có tập trung. Cái vấn đề của bạn này là hay tâm hay phóng dật, không có tập trung á. Cho nên là khi sư hướng dẫn là vị này không tập trung, mà không tập trung bây giờ nói nghe thì vị này rồi cũng sẽ không tập trung và không nhớ. Cho nên là tốt nhất á, là vị đó tới gặp trực tiếp sư, rồi sư chỉ, rồi sư hỏi coi có nhớ hay chưa. Chứ còn suốt khóa thiền á, việc giúp là khi mà tâm mình nó không tập trung, nó phóng dật á, chúng ta chỉ quan sát tâm thôi. Hồi sáng sư vừa nói xong, ghi nhận rõ là tâm phóng dật. Tâm không tập trung thì ghi nhận rõ là tâm không tập trung. Còn muốn thực hành để cho tâm tập trung tốt hơn á, thì xem lại bài giảng của sư. Sư đã đi từng bước. Đầu tiên là mình phải buông bỏ những suy nghĩ linh tinh, sau đó thực hành quán niệm hơi thở, sau đó tuần tự thực hành quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm. Nhờ những bước đó, sự tập trung của chúng ta, định của chúng ta sẽ ngày một tốt hơn. Rồi, và hôm nay chúng ta vấn đáp tới đây. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh. Mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn.